Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ chơi 8 trận như thường lệ. Đầu tiên là trận cắt cái hộp nha mấy bạn, cắt theo một cái sự cố định của nó. Trận này rất là hay, đang hot của năm 2020 nha mấy bạn ơi. Các bạn ơi, like và chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực phát triển kênh nha mọi người. Cắt bằng cái kiếm nhật. Thank you.